Ok anh em nhá, cuối cùng thì hôm nay anh em mình cũng thu phục được cái con mà. Cái con, ui, gà tơ. Cái con này là anh em mình nên đánh, đợt này là thứ 2 rồi nhỉ? Thứ 3 rồi. Đợt trước mình đánh bên kia ấy, lần đầu tiên ấy, không vào ấy. Xong rồi lần thứ 2 anh Sơn lên thì hôm đấy là nó đá nhưng mà không dính. Xong mưa mất, nó mưa mất. Hôm đến... nay đánh lần thứ 2 mới được. Tuyệt vời. Vừa nãy nó dính rồi, dính do đó nó do đá rồi. Nhưng mà anh chạy ra nó tuột. Xong rồi, ra mình. Gà còn không dám gáy. Anh phân tích mãi mấy. Nó vật ở cái chỗ này. Đây. Kéo ra. Tuyệt vời chưa? Đây này, cửa nó như này. Con này nuôi làm nọc thì chất phết nhờ. Tiếng gáy cũng hay đấy. Con này cho em đi nhỉ. Nói thế. Con này cho em đi. Lần trước là một con anh đánh được là anh đấy rồi, giờ này cho em. Có đây. Đây. To tối rồi. Không tuột ra được á. Anh cầm này em xem cái chân của nó này. Nó có phải là gà ấy không? Ôi, hay chói anh em ạ. Đây. Này. Quá khét. Con này chắc là tầm 5 lạng rồi. Tầm 5 lạng thế quá nhờ. Làm gì? Phải 8 9 lạng. Con thế cơ? Hôm nào anh Sơn lên thì anh Sơn có bảo là con này nó hiền. Có nghĩa là đứng cách à... Anh đứng như này, xong nó ở chỗ gốc cây kia. Nó vẫn ve con mồi ấy. Xong nó chạy đi được 3-4 mét. Nó lại đứng lại. Thế là nó không sợ người. Hôm nay là anh em mình lên là cho rồi anh. Nãy anh cứ túm được nó lúc nó dính gò đá rồi mà. Nhưng mà nó chạy đi bên này mất. Xong gà gáy lại thì vào luôn. Đi thật. Quá ghê gớm. Rồi đây anh em xem này, má miếc. Cái gì là cái lông ấy cái đó nhỉ? Con này má đỏ thôi. Má đỏ vàng. Má đỏ đẹp phết. Em thích những cái con má đỏ kiểu này. Con màu ấy này. Màu quá chất luôn. Quá chất. Mấy nấc anh Sơn? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 nấc. Này mới sờ vào một tí thôi mà cái màu của nó tím vào rồi anh em ạ. Đấy. Ăn hàng em nhá. Sau bao nhiêu ngày. Hôm nay là năm sang năm nay là buổi thứ 2 rồi. Tuyệt vời. Trong vào túi lại. Tiếc cái buổi hôm trước nó to hơn cái con này nhỉ, nó già hơn. Con đấy là to. Cước nó cái đầu cái cựa của nó bằng thế này cơ mà. Kinh khủng luôn con đấy. Còn cái con này thì gà năm nay một phát ăn luôn. Ở đâu không phải hai. Từ năm ngoái rồi. Ba phát mới ăn được. Vừa nấy nó dính rồi. Mà nó tuột ra được ấy, anh mới chịu. Chắc là sao? Phải thay giò thôi. Hay, nó từ hướng bên này ra anh em ạ. Mình nấp ở dưới tận dưới kia thôi. Anh em xem này. Cái này là khu vực hồ. Cái con mà anh em mình đi đánh mà có cái video mà 2 ngày đi đánh ấy, là một con ở bên kia. Đó còn một con bên này thì con bên này là cái con mà có một bạn ở trong video của mình bình luận là sao không đi bẫy con gáy kia đi, là cái con này này. Cũng rình lắm rồi. Nhưng mà đến hôm nay mới thu phục được. Giọng này là giọng cái gì nhỉ? Như kiểu mình bảo thì nó lại kiểu giọng chuông ấy. Giọng cái con này nè. Con này y kệt con hôm trước anh làm tuột ấy. Giọng này. Chắc con của con đấy. Dính đúng với một chân anh ạ. Cùng một quả núi mà. Tính ra thành hai quả núi nhưng mà nó cùng một Một khu. Chắc là con của con đấy rồi. Con đấy con gà. Giọng bao hay con đấy. Tiếc không ghi được cái cảnh mà kiểu như nó về đá. Kiểu như nếu mà tính ra thì mình đi quay đá gà thì nó phải tận 10 video rồi anh em ạ. 10 video nhưng mà cái hôm nay thì không quay thì nó lại vào dính. Ảo thật sự. Nói chung là bất ngờ đó. Đá gà này. Đúng dính đò gió đón nhỉ. Chơi nó quay lại đó. Lần này không nó phi từ nó có vanh kìa này. Nó không đau. Nó không vanh đâu, nó phi thẳng mà. Kiểu nó được đá vừa nãy rồi. Nó đá con mồi sợ luôn mà. Ôi xời, ui nặng phết. Em sợ thấy con này nó nhỏ nhưng mà không hề nhỏ tí nào đâu anh Sơn ạ. Nặng phết đấy chứ. Gà gần bản. Không, gà rừng, gà khu mình nó khác to. Gà tai mà gọi là má đỏ anh nhé. Ở đây. Ở dưới này cũng có nhà của ông bạn ở dưới này. Hôm nọ cũng là ông này rủ lên bẫy mà. Ông bảo gãy rồi. Ông bảo là gãy rồi. Nhưng mà hôm đấy thì kiểu như là ông kia, ông ấy bị cảm cúm hay sao ấy. Đang đá gà tự nhiên. Không, xong nhục thật. Các chú nấp đúng đường nó lên. Nó đang vòng lên, nó phải vòng từ trên đồi xuống. Bây giờ lại nấp trên đồi. Ui, không tuột được chứ anh Sơn? Không tuột đâu. Rồi, ok. Cầm chắc nhé. Còn hôm trước ấy,
con hôm trước phải gọi là cảm xúc coi như là như kiểu như kiểu vỡ òa luôn anh em ạ. Ra cái con này được con thứ hai là cũng không à, gọi là ấy rồi ấy. Tiếc không à, cầm máy quay cho anh Sơn cầm máy quay lên là quay kiểu như cái chỗ loạn này thì nó rất là dốc, với lại lên hai người thì nó lại gây ra tiếng lộng nhiều đó, nên là cho anh Sơn lên xong rồi có kết quả thì mình mới chạy từ tít dưới kia lên anh em ạ. Nói chung là có hàng đây thì mình mang ra chỗ con mồi anh Sơn. Anh Sơn từ từ đừng vội cắt để mà xem cái con gà mồi nó có sợ cái con này không. Sợ, nó chạy rồi. Mồi chạy luôn á? Nó bị đá kêu rồi mà. Ui gần thì anh mới bảo. Ui cái anh xanh cái lông lầu của nó kia nó. Đây nó sợ rồi, mang ra chỗ khác đi. Không mai kia nó lại vớ mất. Không, như kiểu gà ấy thì nó thua con này nó lại chơi con khác rồi mà. Nhưng mà vừa nãy nó vẫn gáy. Vẫn được. Quá ghê gớm. Ok. Cất rồi. Về nhậu tới nhỉ. Hôm nay lại say nữa rồi. Trời ơi hôm nay lại say nữa rồi. Nghỉ đi cái câu đấy mệt lắm rồi. Trốn nhậu mới hôm nay mới đi đá gà thì trốn nhậu. Vừa nãy nó dính giò đón, à giò đá nó dính bên này. Vừa nãy nó được đá rồi nó đang sung. Chắc thế. Chèo đây. Tuyệt vời. Ok. Yes sir. Về tầm bổ cho mồi mai kia thì bấy con chi tiết. Ôi ôi, 9 giờ rồi anh em bạn này. Đánh từ 7 giờ. Đánh từ 7 giờ. Thế bảo là đánh gà nó không gian nan, nó không hề đơn giản tí nào đâu. Anh em thì cứ bảo phải đi sớm nhưng mà mình mẹ ăn sáng rồi mới lên. Là mỗi người bát là bún. Xong rồi mới lên. Mấy ông trước là toàn bảo là bọn mày đi này có mà đi bẫy gà bàn. Nhưng mà gà bàn thì cũng được. Được rồi. Ồ, sức kê. Đây này, chỗ ngủ nó bên này này. Nó có cái rừng măng hốc, rừng tre ở trong này. Xong rồi ban ngày nó ra kiếm ăn ở nương cà phê. Gáy cũng gáy ở loạn này luôn. Nó hôm trước là anh em mình lên là lên theo cái nhà dưới này. Lên xong rồi vành qua bên kia. Bấy ở chỗ đoạn này nhưng mà từ bên này nó không sang bên kia. Nó chỉ ra bên này hướng mặt trời mọc. Có nghe mặt trời chiếu xuống bên nào sớm nhất là nó sẽ ra để mà tắm nắng bên đấy trước. Quả nhiên đường cái gì nương thì nó dốc như cái vách tường luôn. Dốc 80. Buổi số 2. Buổi số 2 của năm nay, năm 2024. Về tới nhà làm bảo là màu này nó cụm luôn. Tím tái. Cái nó không phải là nó dựng thế này đâu, mà nó sẽ đật xuống kiểu này này. Nó sẽ teo lại. Ừ. Kiểu máu không lên ý. Con gà rừng nó hay bị thế. Háo. Ra con cái vị trí này để mà check view, cũng như là nghe cái con ở bên kia kìa. Nên thấy anh em để ý cái chỗ măng rừng măng cái gì nhỉ? Măng bầu đó. Trên này một con hủ này, một con trên này, một con nữa ở bên kia kìa. Đấy nhiều, nói chung là nhưng mà nó có cái con dại, có con khôn. Không, con nào cũng khổ dại hết thôi, nhưng mà nó có không phải là chỗ nữa. Ừ, cái đấy là một phần. Thứ hai, không phải một mình cũng quay sơn bẫy không đâu, mà có rất nhiều anh em bẫy. Nói chung là năm ngoái không biết bao nhiêu thợ bấy không được, nhưng năm nay anh đi lại được. Đấy, thế đấy. Thôi, về đi nhỉ. Thôi, về. Cắt cơn em nó. Con này anh tính là sẽ nuôi hay là bán? Định nuôi thôi. Ừ. Con tơ mà. Nuôi một con để mà gột đi. Chứ còn đấy con trước thì bán đi xong rồi tiền thì không biết là đi đâu hết. Đi, về. Cho em nó vào lồng. Màu bắt đầu gục xuống rồi anh em ạ. Đây cong xuống rồi. Bây giờ anh có con gà mái không? Tí bắt con
gà rừng buổi, rừng già kiểu này là nếu mà mình không có mái nhốt vào chung với nó là nó sẽ không biết ăn. Có con thì cũng biết ăn, có con thì nó không biết ăn, nhưng mà chắc chắn nhất là mình cứ cho mỗi con gà mái vào, gà mái càng thuần càng tốt. Thì cái con gà mái kia nó sẽ dụ cái con này ăn, là con này sẽ ăn 100% luôn anh em ạ. Đó là về cách nuôi. Đây, mang xuống nhà anh Sơn thật yên tĩnh. Anh em để ý cái con mồi này, cái con mồi hình như là nó nhớ mặt cái con rừng rạc hay sao ấy. Này con mồi là cái con này nhé, coi như là cái màu của nó không phải lông, không phải màu mà là cái lông lầu của nó thẳng hết luôn mà. Sợ. Vừa đây anh em mình cho lên cân được mấy lạng anh Sơn nhỉ? 9 lạng. Nặng thật, công nhận. Con này vẫn phải gọi là hệ to đấy anh em ạ. Thường thường là nó chỉ rơi vào tầm đâu đó là 5 đến 7 lạng thôi, còn đây to phết. Mà nó còn là gà tơ nữa cơ. Khỏe. Được. Qua đi được. Ui. Qua kia gớm. Ui, anh Sơn gà của anh bay rồi. Ôi, gà đá bên kia. Cái này để mà có thời gian thiết kế mà mình phải cho một cái tấm, mà tấm lưới như kiểu cái lưới mà như nào nhỉ, hoặc là cái bạt gì đấy mình buộc vào bên trong để cho cái đầu của nó nhảy lên thì nó sẽ vào cái bạt kia thì nó sẽ đỡ là xước. Tí mình che kín đây nó không tốt đâu. Không thì mình cho cái rẻ gì nó tối tối thì con gà nó sẽ không nhảy lên. Nhưng mà nó thấy sáng lắm nên nhảy thôi. Chỉ mình che cả bên này đi là không nhảy được. Quấn lưới cho nó kín hết. Bắt con mái đây. Con mái đâu? Con mái chưa bắt được. Thầy tí về. Thế con mái là thả ra bên ngoài à? Này ra xem cái con rừng rặc. Con này anh Sơn bảo là gãy rồi cơ mà. Cái con ở bên trong cái AV đấy. Ô anh Sơn sao nó có trứng rồi kìa. Ui này. Này anh em thấy chưa? Ở trong cái ổ này có 3 quả trứng rồi anh em ạ. Không biết có phải là cái con trống này nó nhảy không nữa. Rừng rạc cả lúc có khác. Cái màu của nó bay mất luôn anh em ạ. Nó nhảy. Thua con này nhưng mà nó lại không sợ con kia đâu. Đây này. Thua buổi rừng nhưng mà về đến nhà thì vẫn căng ác anh em ạ. Đấy thấy chưa. Đây cũng là một con này. Con này là cái con mà anh em mình nhà mang trà màu giao lưu này. Thấy nhát. Suốt ngày nó cứ đánh nhau, hôm qua tại nó đánh như này. Anh chui vào bị con nó không đốt cho. Bây giờ sợ. Định vào bắt nó cứ phải né né nó không mang. Mang nó ra ấy chứ đi. Cho nó nghỉ ngơi chứ đi. Không thì gà vỡ là không chơi đấy. Rồi ok. Như vậy là một ngày đi bẫy gà thành công. Bây giờ để mình lên cho anh em xem mấy con trà màu mộc mà mình vừa mới tuyển về anh em nhé. Mấy con này thì nói chung là nó có thái lộ cũng như là hot nhiều rồi. Đây thì mình quay review bóng bộ cho anh em xem. Đây cả mấy con này nữa anh em ạ. Chẹp cạnh này. Đầu tiên là cái con này trước đi. Con này giọng hay phết đấy anh em ạ. Bộ to. Đây mình kề mấy con chim ở trong AV cho anh em xem này. Giọng phê lắm anh em ạ. Con này VIP luôn. Con này về sau khi mà nó được tuổi lồng thì mình nghĩ chắc chắn là sẽ siêng cầu đấy anh em ạ.
siêng cầu, siêng mỏ. Về thông tin về con này thì nó mới được 5 tháng lồng thôi. Chim già rừng, bộ to dài. Con này mà không phải là bộ to thì không biết là con nào to hơn rồi anh em ạ. Chim rất là lăng xăng. Mấy cân ạ? Con này mình vừa mới tuyển về. Hôm nay tuyển về 3 con. Tí nữa mình cho anh em xem 2 con nhé. Ok. Tiếp theo là chiến binh này. Con này thì bộ khá to. Bộ khá to thì không được to mấy đâu. Chim thì lông mỏng. Cái lông nó rất mỏng anh em ạ. Lông mỏng nở cao cầu này. Anh em xem cái dáng của nó này. Bây giờ nó còn hót hơi yếu anh em ơi. Vừa anh bắt về mà. Ôi trời ơi, thanh niên này vừa mở áo lòng ra phát bông xòe luôn đấy anh em ạ. Chiến phết này. Đấy, nhìn mặt gấu chưa. Thông tin của cái con này thì cũng như hai con kia, cũng như hai con trước là được 5 tháng lồng. Hôm nay mình đi tuyển về thì mình cũng không mà cầm máy quay theo anh em ạ. Nhưng mà nói chung là để mà gột chơi thì cũng gọi là ok anh em ơi. Mấy con này đáng công sức để mình bỏ thời gian ra hầu phân nó. Nó không phải là mộc tinh. Lô mình mang về 3 con mà cũng không phải là mộc dở. Mộc dở thì nó phải gọi là chơi đi cà phê được rồi. Còn đâu mộc tinh thì nó lại mới quá. Mà con này thuộc hệ gọi là mộc anh nhé. Chim mà gột, để mà gột dần. Đó. Nó là về 3 em màu mộc. Hôm nay trùng hợp là mình cũng đi mua cái con chim hỏa mi mái này. Đi mua cái con chim hỏa mi mái. Con này thì dạng rồi anh em ơi. Dạng tầm độ khoảng 70-80 này. Mình đứng gần thế này thì nó cũng chỉ hơi nhảy nhảy thế, nhưng không, nó không phá giống cái kiểu cái con mà hôm qua mình mua về. Cái con đấy phải gọi là bổi. Còn cái con này thì nuôi hơn, nuôi hơn 1 năm rồi anh em nhé. Đó anh em xem này. Đang cố kiếm thêm cái con chim họa mi mái để mình gột với con mi trống của mình. Bây giờ là tháng gần tháng 2 rồi. Tháng 4, tháng 3, tháng 4 là chim bắt đầu vào sinh sản. Nhưng mà cái AV của mình thì vẫn chưa hoàn thành được cái AV nào anh em ạ. Bận quá, mấy hôm nay rất là bận luôn. Lắm cưới, lắm cọ, xong rồi một số việc ở trong gia đình ý. Mấy hôm, nói chung là không có thời gian để mà làm anh em ơi. Ok. Thì hôm nay là một video mà mình cùng với anh Sơn đi bẫy gà. Như bẫy gà thì được một con gà, xong rồi về thì mình cũng chạy ra ngoài một tí, xong rồi bây giờ mới về quay mấy con chim ở nhà mình cho anh em xem. Và chắc là video của mình cũng phép dừng lại đây thôi. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.